vào được trường phổ thông trung học mà bạn mong ước với những chương trình hệ thống hóa kiến thức, những bí quyết giải bài tập khó, những bài giảng hữu ích từ 4 thầy cô giáo uy tín có nhiều kinh nghiệm luyện thi ở các bộ môn ngữ văn, văn đại, toán hình, tiếng Anh vào 16 giờ và 23 giờ tất cả các ngày trong tuần. Tương tác qua website vtv7.vtv.vn/trinh phục kỳ thi hoặc trang fanpage VTV7. Chương trình bắt đầu lên sóng từ tháng 2 năm 2017. Hãy cùng VTV7 chinh phục kỳ thi. Bây giờ mời các em đến với bài học ngày hôm nay. Xin chào các em, chào mừng các em quay lại với chương trình chinh phục kỳ thi vào 10 phát sóng trên kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục đi với các em một chuyên đề nữa về môn hình học lớp 9. Các em đã thấy như trên bảng, đây là chuyên đề vận dụng tứ giác nội tiếp. Thế thì vận dụng tứ giác nội tiếp sẽ có lợi gì trong việc chứng minh hình? Trong quá trình làm hình, các em để ý sẽ thấy rằng việc chứng minh các góc bằng nhau, để từ đó ta sẽ ra được các quan hệ song song, quan hệ vuông góc, hay là các tam giác bằng nhau, hay là các tam giác đồng dạng, thì nó ở có mấu chốt đấy chính là từ hai góc bằng nhau. Thế thì vận dụng tứ giác nội tiếp nó sẽ giúp các em chứng minh được hai góc bằng nhau khá dễ dàng. Và vận dụng như thế nào, thầy xin nhắc lại các em một lần nữa về tính chất của tứ giác nội tiếp và ta vận dụng nó. Giả sử ABCD là một tứ giác nội tiếp, khi đó nối các đường chéo AC và BD. Lúc đó góc A1 và góc D1 là hai góc nằm ở hai đỉnh kề nhau và cùng nhìn cạnh BC. Hay nói cách khác, A1 và D1 là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BC của đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD. Do đó, vận dụng góc nội tiếp, các em sẽ dễ dàng suy ra ngay A1, D1 là hai góc bằng nhau. Do đó, tính chất này ta sẽ thấy ngay, sẽ tóm tắt lại. Nếu ABCD là tứ giác nội tiếp, thì các em có quyền suy được A1 và D1 là hai góc bằng nhau. Sau đây xin mời các em sẽ đi tìm hiểu một vài bài toán cụ thể vận dụng đến tính chất như thế này. Xin mời các em vào bài toán đầu tiên. Bài số 1, cho tam giác ABC nhọn, ba đường cao A'BB'CC' cắt nhau tại H, chứng minh rằng H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác A'B'C'. Xin mời các em theo dõi hình vẽ và tìm phân tích biểu toán. Tam giác ABC nhọn, các đường cao BB'A'C'C' cắt nhau tại điểm H. Đề bài yêu cầu ta chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác A'B'C'. Để chứng minh điểm H là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác A'B'C', lúc đó các em phải chứng tỏ H nó là giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác A'B'C'. Do ba đường phân giác trong đồng quy, trên thực tế các em chỉ cần việc chứng minh H nó là giao điểm của hai đường phân giác trong của tam giác A'B'C' là được. Để chứng minh H là đường phân giác trong của một đỉnh nào đó thì ta phải chứng minh, ví dụ chứng minh B'H là phân giác trong của góc B', thì ta phải chứng minh C'B'B bằng A'B'B. Thế ta phải chứng minh hai góc bằng nhau. Lúc này ta thấy ngay nó đã xuất hiện yếu tố về góc bằng nhau. Thế để chứng tỏ hai góc bằng nhau thì có nhiều hướng khác nhau, trong khi đó các em suy nghĩ khá nhiều đến việc chứng minh dựa vào tứ giác nội tiếp. Cụ thể trên hình vẽ ta dễ phát hiện thấy các tứ giác nội tiếp. A'HB'C là một tứ giác nội tiếp. Hay B'C'BC là tứ giác nội tiếp. Và nếu các em để ý thì còn thấy rất nhiều các tứ giác khác nội tiếp nữa. Vậy đây chính là yếu tố mà các em sẽ sử dụng để chứng minh góc bằng nhau. Ở đây thầy thấy trên hình vẽ có tứ giác HB'CA' là tứ giác nội tiếp. Do đó ở góc HB'A' tại góc này và góc này bằng nhau, do nó cùng nhìn để cùng HA. Mặt khác, ta còn thấy tứ giác B'C'BC cũng là tứ giác nội tiếp, bởi vì có hai góc vuông ở đỉnh B' đến đỉnh C' cùng nhìn cạnh BC. Do đó tứ giác B'C'BC là tứ giác nội tiếp. Thế thì tứ giác nào nội tiếp thì ta để có ngay góc ở vị trí này và vị trí này là bằng nhau, do cùng nhìn cùng BC'. Vậy từ đây ta thấy kết nối lại thì ta sẽ thấy được góc C'D'B sẽ bằng A'B'B, bởi vì hai góc này cùng bằng góc A'CH. Như vậy các em dễ dàng chứng minh được
hai góc này bằng nhau, chứng tỏ B'H là phân giác trong của góc B'. Thầy có thể trình bày văn tắt lại, B'H là phân giác của định B' như sau. Do tứ giác B, C', B', C là tứ giác nội tiếp. Vì tứ giác này nội tiếp, suy ra góc C', B', B sẽ bằng góc C', CB. Mặt khác, tứ giác H, A', C, B' nội tiếp, suy ra góc H, B', A' bằng góc H, C, A'. Từ điều 1 và điều 2, chứng tỏ C', B', H sẽ bằng góc H, B', A'. Tức là B', H là tia phân giác trong của góc A', B', C'. Tức là BH này là phân giác trong của định B'. Lúc này các em chỉ việc chứng minh C'H hoặc A'H là tia phân giác trong, thì lúc đó H sẽ là giao điểm của hai đường phân giác trong, thì lúc đó H chính là tâm đường tròn nội tiếp. Tương tự dễ chứng minh được rằng là xét tứ giác C'H A'B, C'H A'B là tứ giác nội tiếp bởi vì có hai góc đối, mỗi góc bằng 90 độ, do đó đương nhiên là tứ giác này nội tiếp. Tứ giác nội tiếp thì ta thấy ở góc này và góc này là bằng nhau bởi vì cùng chắn cung HA'. Hoàn toàn tương tự, ta thấy tứ giác B, C', B', C cũng là tứ giác nội tiếp. Do đó góc ở vị trí này và ở vị trí này, hai góc này bằng nhau do chúng cùng chắn cùng B', C. Từ đó ta cũng sẽ suy ra được ngay C'H là tia phân giác của góc C'. Điều đó chứng tỏ H là giao điểm của hai đường phân giác trong của tam giác A', B', C'. Do đó H chính là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác A', B', C'. Vậy các em đã chứng minh được ý bài toán đầu tiên, bài toán 1. Bài toán này rõ ràng các em đã vận dụng được tính chất của tứ giác nội tiếp để chứng tỏ hai góc bằng nhau. Từ đó ta chứng minh được bài toán đã nêu. Để hiểu rõ hơn về cách vận dụng, xin mời các em sang bài toán thứ 2. Nội dung bài toán số 2 như sau. Cho đường tròn OO có hai đường kính AB và CD vuông góc. Đường kính AB và CD vuông góc với nhau tại O. Đường thẳng D đi qua C. Cắt AB tại M, cắt đường tròn O tại điểm thứ 2 là điểm N. Vẽ đường thẳng D' vuông góc với AB tại điểm M. Tiếp tuyến với đường tròn O tại điểm N. N là tiếp điểm. Tiếp tuyến với đường tròn O tại điểm N, cắt D' tại điểm P. Đề bài yêu cầu ta chứng minh tứ giác MNPO là hình thang cân. Để chứng minh được một hình thang cân thì đầu tiên các em phải chứng minh được tứ giác này là một hình thang. Và sau đó chứng minh thêm về nếu hình thang này có hai góc ở đáy bằng nhau hoặc hai đường chéo bằng nhau thì hình thang này sẽ là hình thang cân. Ở đây đầu tiên ta sẽ phải chứng minh đó là hình thang. Tức là chứng minh tứ giác này phải có một cặp cạnh song song. Thế thì muốn chứng minh một cặp cạnh song song, lúc đó các em sẽ phải nghĩ đến nhiều các dấu hiệu. Trong đó ta không thể thiếu được đó là dấu hiệu góc bằng nhau. Tức là góc xoay lê trong hoặc góc đồng vị bằng nhau. Nếu có một cặp góc xoay lê trong hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau thì chứng tỏ chúng là hai đường thẳng song song. Trong bài toán này, đối với MN và PO thì các em dễ thấy được có nhiều cặp góc. Trong đó có cặp góc xoay lê trong là MNO và NOP. Hai góc này ở vị trí khá là đẹp. Và bây giờ nếu muốn song song thì đương nhiên hai góc này phải bằng nhau. Và vấn đề của ta là bây giờ làm cách nào đó để chứng tỏ được hai góc này bằng nhau. Thì như bài toán ban đầu, muốn chứng tỏ hai góc bằng nhau thì các em nên chú ý đến, đấy là vận dụng vào tứ giác nội tiếp. Trên hình vẽ, dựa vào những giả thiết của bài toán thì các em thấy ngay góc M, OMP và ONP, hai góc này là hai góc vuông do giả thiết của bài toán. Lúc đó đương nhiên tứ giác MNPO là tứ giác nội tiếp. Thế thì là tứ giác nội tiếp mà lúc này ta đang cần là hai góc ở đỉnh O và đỉnh N này là bằng nhau. Đó. Thế thì vì cái tứ giác này nội tiếp, MNPO nội tiếp giữa góc của đỉnh O, tức là góc NOP và NMP, hai góc này bằng nhau. Đó. Hai góc ở vị trí này bằng nhau, mà ta đang muốn là góc này và góc này bằng nhau. Đó. Thế thì góc này và góc này sẽ phải bằng nhau. Mặt khác ta lại thấy do MP và CD là song song, bởi vì chúng cùng vuông góc với AB.
Đó là cái góc ở đỉnh M và góc ở đỉnh C này bằng nhau bởi vì chúng ở vị trí đồng vị. Mặt khác, cái góc ở đỉnh C là góc ở đỉnh N này lại bằng nhau nữa do tam giác NOC là tam giác cân. Đó. Như vậy, gắn kết các cái trường hợp này lại thì ta sẽ xứng tỏ được góc ở vị trí N và vị trí O này bằng nhau, tức là MN và OP song song. À, để thuận lợi hơn thì các em theo dõi nội dung trình bày của thầy trên bảng. Do tứ giác OMNP nội tiếp thì góc NOP bằng góc NMP. Đây gọi là giả thiết đầu tiên. Tiếp, NMP và NCD bằng nhau bởi vì chúng ở vị trí đồng vị. NMP và NCD bằng nhau, hai góc này bằng nhau do ở vị trí đồng vị. Mặt khác, tam giác NOC là cân ở O, do đó NCD và MNO bằng nhau. Thế thì ta theo dõi ba cái dữ kiện ở trên, khi kết nối lại thì các em sẽ suy được từ 1, 2, 3 thì sẽ suy được góc NOP. NOP sẽ bằng góc MNO. MNO tức là hai góc này bằng nhau. Hai góc này ở vị trí so le, chứng tỏ MN và OP song song. Vậy các em đã chứng minh được tứ giác MNPO là hình thang. Bây giờ ta sẽ phải đi chứng tỏ tứ giác này là hình thang cân. Để chứng tỏ là hình thang cân thì ta có thể chứng tỏ hai đường chéo bằng nhau hoặc hai góc ở đáy bằng nhau. Trong bài toán này đang thuận lợi về tứ giác nội tiếp, do đó các em có thể sử dụng đến điều kiện là hai góc ở đáy bằng nhau thì bài toán sẽ rất dễ dàng. Các em để ý, ta sẽ thấy ngay góc NPM và góc NOM bằng nhau. Bởi vì tứ giác MNPO nội tiếp do hai góc này cùng nhìn cung MN, do đó chúng bằng nhau. Mặt khác, góc NOP, NOP và góc MPO, MPO hai góc này này bằng nhau bởi vì chúng cùng đều bằng góc MNO do chứng minh ở trên. Vậy xét cái góc hai góc ở đáy của hình thang thì ta thấy này, hai phần này chúng bằng nhau. Hai phần bé này chúng bằng nhau. Rồi ta đem cộng nó lại thì ta thấy được cái góc MOP sẽ bằng góc NPO, tức là hai góc ở đáy của hình thang này sẽ bằng nhau. Đó. Hai góc ở đáy của hình thang này bằng nhau, chứng tỏ MNPO là hình thang cân, bởi vì chúng là hình thang và có hai góc ở đáy bằng nhau. Vậy bài toán này một lần nữa các em cũng đã sử dụng được tứ giác nội tiếp để liên kết các góc bằng nhau để ta có được đích cuối cùng của một bài toán. Chinh phục kỳ thi vào lớp 10 năm 2017. Cơ hội vào được trường phổ thông trung học mà bạn mong ước với những chương trình hệ thống hóa kiến thức, những bí quyết giải bài tập khó, những bài giảng hữu ích từ 4 thầy cô giáo uy tín có nhiều kinh nghiệm luyện thi ở các bộ môn ngữ văn, văn đại, toán hình, tiếng Anh vào 16 giờ và 23 giờ tất cả các ngày trong tuần. Tương tác qua website vtv7.vtv.vn/chinh phục kỳ thi hoặc trang fanpage VTV7. Chương trình bắt đầu lên sóng từ tháng 2 năm 2017. Hãy cùng VTV7 chinh phục kỳ thi. Xin mời các em theo dõi nội dung bài toán số 3 như sau. Bài toán số 3 thầy trích từ đề thi vào lớp 10 trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2015. Nội dung bài toán như sau. Cho đường tròn O có đường kính AB, lấy điểm C nằm trên đoạn AO. Qua C kẻ một đường thẳng vuông góc với đường kính AB. Đường thẳng này cắt nửa đường tròn tại điểm K. Gọi M là một điểm bất kỳ trên cung KB. Ở đây M khác K và M khác B. Đường thẳng CK cắt AM và cắt BM lần lượt tại điểm H và điểm D. Các em lưu ý là CK này cắt AM tại điểm H và cắt anh BM này tại điểm D. Đường thẳng BH cắt đường tròn tại điểm thứ hai là điểm N. Đây là nội dung yêu cầu của đề bài đã cho. Ý A đề bài yêu cầu như sau. Chứng minh tứ giác ACMD. ACMD là tứ giác nội tiếp. Ý B, chứng minh CA nhân CB bằng CH nhân CD. Ý C, chứng minh ba điểm AND thẳng hàng và tiếp tuyến tại N của đường tròn O đi qua trung điểm của DH. Ý D, khi M di động trên cung KB, chứng minh rằng đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.
Để giải quyết lần lượt từng ý của bài toán này thì ta sẽ phải đi phân tích và tìm tòi ra các ý của bài toán. Đầu tiên ta sẽ đi làm ý A. Chứng minh rằng tứ giác ACMD, ACMD là tứ giác nội tiếp. Đây là một ý khá là dễ trong các câu hỏi. Ta đi phân tích bài toán như sau. Đường tròn O với đường kính AB. Giả thiết cho CD vuông góc với đường kính AB tại C. Như vậy góc ACD này là góc vuông. M là một điểm nằm trên cung KB. Thì đương nhiên lúc này các em sẽ thấy được góc AMB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Vậy AM và DB là vuông góc với nhau. Vậy thì tứ giác ACMD lúc này có góc C là góc ACD ấy, và góc AMD là hai góc vuông cùng nhìn cùng AD. Và góc C và góc M này là ở vị trí kề nhau. Do đó tứ giác ACMD là tứ giác nội tiếp. Trong trường hợp này, bài toán này các em rất dễ dàng để chứng minh. Tứ giác này có hai góc bằng 90 độ cùng chắn một cung. Và góc C và góc M này còn là hai đỉnh kề nhau nữa. Do đó tứ giác ACMD là tứ giác nội tiếp. Ta sẽ đi tìm cách chứng minh đối với ý B của bài toán. Bài toán yêu cầu ta chứng minh CA nhân CB bằng CH nhân CD. Thông thường đối với các bài toán muốn chứng minh các đẳng thức tam giác thì ta hay nghĩ đến chứng minh các tam giác đồng dạng. Thì ở đây ta chỉ cần kết hợp, ví dụ như anh CA và CH thì ta sẽ thấy được tam giác CAH là một tam giác vuông. Nếu kết hợp CA và CH thì còn lại đây là CB và CD. CB và CD thì lúc này các em sẽ thấy được tam giác CBD cũng là tam giác vuông. Như vậy ta chỉ việc đi chứng minh hai tam giác này đồng dạng nữa thì ta sẽ suy tỉ số đồng dạng và lúc đó các em sẽ có được đẳng thức của bài toán. Lúc này ta đi tìm các yếu tố để chứng tỏ hai tam giác này đồng dạng với nhau. Trước tiên ta có hai tam giác này hai tam giác vuông. Bởi vì anh DC thì vuông góc với AB, do đó góc ACH và góc DCB là hai góc vuông. Lúc này ta chỉ cần chỉ ra một góc nhọn của tam giác này bằng nhau nữa thôi. Thế thì như cái chủ đề của bài toán hôm nay là ta vận dụng tứ giác nội tiếp. Thế thì không những là những bài tập nằm trong chủ đề này mà rất nhiều các bài toán khác, khi đã chứng minh được tứ giác nội tiếp thì các em hãy để tâm đến nó. Nó sẽ giúp các em chỉ ra được các góc bằng nhau. Thế thì ta muốn chứng minh tam giác đồng dạng thì ta phải chỉ ra được hai góc nữa bằng nhau. Thế thì ở đây ta thấy được là do ACMD là tứ giác nội tiếp, do đó góc CAH hay nói cái khác là góc CAM sẽ bằng góc CDM, tức là góc này và góc này bằng nhau, bởi vì chúng nằm trên đường tròn và cùng chắn cung BC. Thế thì lúc đó ta có được tam giác CAH và CDB là hai tam giác đồng dạng, bởi vì chúng có một góc cặp góc vuông và một cặp góc nhọn bằng nhau. Tam giác này đồng dạng thì đó ta sẽ có được tỉ số đồng dạng và từ đó ta có được đẳng thức của bài toán. Nội dung văn tắt của bài toán là góc ACH và góc DCB bằng nhau do bằng 90 độ. Vì tứ giác ACMD nội tiếp chứng minh ý A, do đó các em sẽ suy ra được góc CDM bằng góc CAM do chúng cùng chắn cung CM. Từ đó suy ra hai tam giác này đồng dạng với nhau. Từ hai tam giác đồng dạng ta sẽ có được tỉ số đồng dạng là CA trên CD bằng CH trên CB. Từ tỉ số đồng dạng các em sẽ có được đẳng thức là CA nhân CB bằng CH nhân CD, chính là nội dung yêu cầu của bài toán. Vậy ý B, các em đã chứng minh xong được một đẳng thức dựa vào tam giác đồng dạng, và để muốn có tam giác đồng dạng thì các em cũng phải sử dụng góc bằng nhau. Quay về vận dụng được tứ giác nội tiếp, ta cùng nhau sang ý C của bài toán. Ý C ta phải chứng minh AND thẳng hàng và chứng minh tiếp tuyến với đường tròn O đi qua N cắt DH tại trung điểm của DH. Trước tiên ta phải chứng minh AND thẳng hàng. Thế thì để chứng minh AND thẳng hàng thì ta dễ thấy ngay góc ANB là bằng 90 độ, bởi vì N nằm trên đường tròn, ANB là góc nội tiếp nhìn đường kính AB, do đó góc này là góc vuông. Để chứng minh AND thẳng hàng thì ta sẽ phải chỉ ra góc AND của ta bằng 180 độ, hoặc là AN và AD chúng song song với nhau. Thế thì trong bài toán này, bởi vì góc AND bằng 90 độ thì lúc này ta sẽ thấy ngay là BH và AN là vuông góc với nhau. Dựa vào các dữ kiện của bài toán ban đầu, ta thấy DC là đường cao, AM là đường cao và chúng cắt nhau tại H, thì lúc này chứng tỏ H là trực tâm của tam giác
ABD. Khi H là trực tâm của tam giác ABD, điều đó chứng tỏ BH sẽ vuông góc với cạnh AD của tam giác ABD. Thế thì BH mà vuông góc với AD thì chứng tỏ AD và AN là song song với nhau, bởi vì chúng cùng vuông góc với BH, mà chúng lại có điểm A chung. Hai đường thẳng song song mà có một điểm chung chứng tỏ chúng trùng nhau, tức là AND thẳng hàng. Vậy với cái nửa chứng minh AND thẳng hàng này ta hoàn toàn chứng minh được dễ dàng như sau. H là trực tâm của tam giác ABD như thầy lập luận lúc nãy, tức là BH và AD vuông góc với nhau. Từ 1 và 2 ta chứng tỏ AN và AD song song, mà hai đường thẳng này có chung điểm A, do đó AND sẽ thẳng hàng. Như vậy ta có được song song mà có một điểm chung thì trùng nhau, tức là ba điểm thẳng hàng. Như vậy cái nửa đầu tiên ta đã hoàn thành được. Ta sang ý tiếp theo, chứng minh rằng tiếp tuyến của đường tròn O tại N đi qua trung điểm của DH, tức là chứng minh ID bằng IH. Mặt khác, do tam giác DNH vuông ở N, do đó ba đoạn IN, IH và ID bằng nhau. Trước tiên ta sẽ chứng minh tam giác DIN cân ở Y. Để chứng tỏ DIN cân ở Y thì ta thấy góc ADC bằng góc ABN. Hai góc này bằng nhau bởi vì chúng cùng phụ với góc A. Mặt khác, tam giác ONB cân ở O thì các em sẽ suy ra được ngay góc ONB sẽ bằng góc OBN. Ta cũng thấy do ON vuông góc với IN, bởi vì IN là tiếp tuyến, do đó góc ONB cộng với góc HNI bằng 90 độ, thì hai góc này cộng với nhau bằng 90 độ. Mặt khác, do BN vuông góc với DN, mà DNI cộng INH cũng bằng 90. Do đó các em sẽ suy được ngay ONB và DNI bằng nhau, bởi vì chúng cùng phụ với góc INH. Hai góc này bằng nhau, mà góc này lại bằng góc này, chứng tỏ góc D và góc N này bằng nhau, tức là tam giác NID cân ở đỉnh Y. Hoàn toàn tương tự thì các em cũng chứng minh được tam giác INH cân ở đỉnh Y. Điều này rất là dễ dàng, bởi vì góc H này cộng góc D này bằng 90, góc IND cộng với góc INH cũng bằng 90. Vậy là góc INH sẽ bằng góc IHN, tức là tam giác này cân ở đỉnh Y. Do đó ta cũng có được ngay IN và IH bằng nhau. Thế thì do IN bằng ID và IN cũng bằng IH, từ đây ta sẽ suy được ngay ID và IH bằng nhau. Hai đoạn này bằng nhau, tức là ta đã chứng minh được bài toán tiếp tuyến với đường tròn O tại N đi qua trung điểm của DH, đi qua Y, trung điểm của DH. Tiếp theo ta sang ID. ID của ta là chứng minh MN đi qua một điểm cố định. Thông thường đối với một bài toán chứng minh đi qua điểm cố định thì ta phải tìm xem giao điểm của đường thẳng thay đổi đó với một yếu tố cố định. Ở đây thầy đã cho MN giao với AB là đường thẳng cố định tại điểm E. Thì điểm E này chính là điểm mà ta cần chứng minh là MN luôn luôn đi qua. Thì muốn chứng minh MN luôn luôn đi qua điểm E cố định, bởi vì E nằm trên đường thẳng AB, muốn E này cố định thì ta sẽ phải chứng tỏ khoảng cách từ điểm E này đến một điểm cố định nào đó là không đổi. Ví dụ EA là không đổi thì lúc đó E là điểm cố định. Thế để làm được việc này thì nó còn rất là nhiều các chặng đường khác nhau và ta cần phải rất nhiều các kiến thức để tập trung trong bài toán như thế này. Trước tiên thầy sẽ đi nối Y và M, gọi giao điểm của MN và OI là điểm F. Nối OM thì ta dễ chứng minh được là OI và MN vuông góc với nhau, bởi vì ta xét hai tam giác INO và IMO có IN và IM bằng nhau. Ở đây IN bằng IM bởi vì chúng đều bằng một nửa độ dài của đoạn DH, bởi vì tam giác DMH là vuông ở M và I là trung điểm. OM bằng ON là hiển nhiên, bởi vì nó đều bằng bán kính và có OI chung. Vậy tam giác ONI và OMI là bằng nhau, do đó OM vuông góc với IM, tức là IM cũng là tiếp tuyến với đường tròn O, chứng tỏ OI và MN vuông góc với nhau. Cũng từ OI và MN vuông góc với nhau tại điểm F,
Thì lúc đó các em phát hiện một tứ giác nội tiếp như sau, chính là tứ giác E, C, F, I là tứ giác nội tiếp. Bởi vì có E, C, I bằng 90 độ, E, F, I cũng bằng 90 độ và chúng đều nhìn E, I. Vậy đây là tứ giác nội tiếp. Thế thì dựa vào tứ giác nội tiếp này các em sẽ thấy ngay. Các em sử dụng một tính chất là OC nhân OE sẽ bằng OF nhân OI. Ở đây OC cố định, OE ta đang muốn chứng minh nó bằng một số không đổi. Nó sẽ bằng OF nhân OI. Mặt khác, đối với tam giác OMI lại có anh MF này là đường cao. Vậy OF nhân OI áp dụng hệ thức trong tam giác vuông, nó sẽ bằng OM bình phương. Mà OM bằng bán kính, tức là bằng R bình. Vậy ta thấy ngay OC nhân OE bằng R bình. R bình không đổi, OC không đổi, chứng tỏ độ dài OE không đổi. Vậy các em thấy ngay điểm E nằm trên đường thẳng cố định là AB và độ dài OE không đổi, thì lúc đó E chính là điểm cố định và MN là đường thẳng đi qua điểm cố định, chính là điểm E. Đây chính là toàn bộ cái ý tưởng để giải bài toán này. Sau đây thầy xin trình bày nội dung vắn tắt của bài toán như sau. Gọi E là giao điểm của MN và AB. Y là trung điểm của DH thì đương nhiên là IM bằng IN bằng một nửa DH. Suy ra là tam giác INO bằng tam giác IMO. Hai tam giác này bằng nhau, chứng tỏ IM và OM vuông góc và OI thì vuông góc với MN tại điểm F. Góc này vuông và cái này vuông góc với nhau tại điểm F. Ta sử dụng một hệ thức quen thuộc như thầy đã nêu. Đối với một đường tròn, M là một điểm nằm bên ngoài. Các tuyến MAB và MCD, lúc đó các em dễ dàng có đâu một đẳng thức là MA nhân MB thì luôn luôn bằng MC nhân MD. Hệ thức này cũng đúng nếu AB và CD cắt nhau tại một điểm nằm bên trong đường tròn. Nhưng trong trường hợp này ta sẽ sử dụng là AB và CD cắt nhau tại một điểm nằm bên ngoài đường tròn thì MA nhân MB bằng MC nhân MD. Đối với hệ thức này các em dễ dàng chứng minh được bằng tam giác đồng dạng. Do đó ta sẽ sử dụng hệ thức này vào bài toán như sau. Như thầy nói lúc nãy, tứ giác EC, FI nội tiếp, OC, E và OFI là hai cắt tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác EC, FI. Sử dụng hệ thức, ta sẽ có OC nhân OE bằng OF nhân OI. Đó. Thế thì cái OC nhân OE thì bằng OF nhân OI. Vì tam giác OMI vuông ở M, do đó OF nhân OI sẽ bằng OM bình phương. Cái này là một hệ thức quen thuộc trong tam giác vuông. Như vậy ta có OC nhân OE bằng OF nhân OI, tức là bằng OM bình. Mà OM là bằng bán kính, hay nói cái khác là OE sẽ bằng R bình chia cho đoạn OC. Thế bởi vì R bình không đổi, OC không đổi, do đó đoạn OE này là không đổi. Đoạn OE này không đổi mà đường thẳng AB cố định, do đó E này là điểm cố định. Vậy đường thẳng MN luôn luôn đi qua điểm E là một điểm cố định. Do đó các em đã chứng minh được bài toán. Trong bài toán này, một lần nữa các em cũng đã sử dụng được tính chất của tứ giác nội tiếp. Nội dung của bài học hôm nay xoay quanh về tứ giác nội tiếp và các em đã vận dụng tứ giác nội tiếp để chứng minh các góc bằng nhau. Từ các góc bằng nhau thì các em có thể làm được rất nhiều việc, ví dụ chứng minh tam giác bằng nhau, chứng minh quan hệ song song hay quan hệ vuông góc và chứng minh rất là nhiều các yếu tố khác nữa. Hy vọng rằng bài giảng của thầy hôm nay sẽ một phần giúp các em có thêm tư liệu và có thêm những góc nhìn khác nhau khi đối diện trước một bài hình học phẳng. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Để xem lại bài giảng, xin mời các em truy cập website vtv7.vtv.vn / chinh phục kỳ thi vào 10. Xin chào, hẹn gặp lại các em.